Yan naman. Jaga. Gặp người lạ mà mừng chứ. Rồi xuống tiếp nào. Xuống nào. Cứ để cho nó sủa. Đúng rồi. Hung dữ à, bắt nạt bạn à. Im lặng hơn. It's no wonder this gadget went completely viral online. It picks up all the pet hair and dust from any fabric surface and is super easy to discard.